Tiếp tục thông tin về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trong nước, hôm nay là ngày thứ ba Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Chính phủ. Tại cuộc họp giao ban sáng nay giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Ban chỉ huy tiền phương phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều hoạt động được thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người dân, nhất là cho 16.000 người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó thì có chương trình bán hàng bình ổn với các xe lưu động. Sau khi thí điểm ở Hóc Môn, Bình Tân, vào ngày mai thì sẽ mở rộng ra các địa bàn khác. Tất cả trường hợp lang thang cơ nhỡ đã được vào trung tâm bảo trợ xã hội. Cùng với 225.000 lao động tự do, thành phố sẽ quan tâm cả những trường hợp khó khăn, không thuộc diện hỗ trợ theo chính sách. Ngoài ra, 18.000 giường bệnh đã được bố trí thêm cho các bệnh viện dã chiến. Thành phố cũng sẽ thay đổi giấy phép xét nghiệm phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, nhất là cho việc lưu chuyển hàng hóa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chiến lược bây giờ là hạn chế số người mắc bị triệu chứng nhẹ chuyển sang nặng và cần phải khẩn trương xem xét quy định cách ly tại nhà phù hợp hơn với thực tế. Liên quan đến việc vừa cách ly vừa tổ chức sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, lưu ý quản lý người trong từng nhà máy, phân luồng khép kín từ chỗ làm cho đến chỗ ở. Trao đổi về vấn đề tiêm phòng, các chuyên gia y tế lưu ý việc phân bổ khu vực tiêm rất quan trọng, cần có lộ trình cụ thể. Vì không nhất thiết triển khai tại vùng nguy cơ cao, dịch lây lan mạnh, mà nên ưu tiên vùng đệm, vùng an toàn. Và sáng nay thì Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận thêm 544 trường hợp nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt bùng dịch thứ tư này lên hơn 13.500 người. Thành phố đang tích cực điều tra dịch tễ để có thể kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng. Phóng viên Nhật Phương thông tin chi tiết hơn từ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, trong 544 trường hợp nhiễm mới được công bố sáng ngày hôm nay thì có 175 trường hợp là chưa rõ nguồn lây đang được điều tra dịch tễ. Trước đó thì tối ngày hôm qua Thành phố Hồ Chí Minh đã có 479 trường hợp đang cần phải điều tra dịch tễ. Như vậy là chỉ trong ngày hôm qua cho tới 6 giờ sáng ngày hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có 654 trường hợp trong cộng đồng đang được điều tra truy vết. Theo cập nhật của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì đến hôm nay thành phố có 21 ổ dịch COVID-19 đang hoạt động, trong đó thì có 5 ổ dịch ở chợ, 9 ổ dịch ở khu dân cư và 7 ổ dịch trong khu công nghiệp. Thành phố thực hiện đánh giá các vùng dịch tễ, phân vùng nguy cơ để lên phương án tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm, quyết định khu vực nào cần phong tỏa hay là xét nghiệm tầm soát diện rộng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã họp triển khai chiến dịch đợt 5 tiêm vaccine COVID-19 với số lượng ban đầu dự kiến là 1,1 triệu liều trong 2 đến 3 tuần. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC thì số vaccine này gồm 1 triệu liều vaccine Moderna từ nguồn tài trợ của Mỹ theo cơ chế COVAX và 100.000 liều AstraZeneca từ nguồn tài trợ của chính phủ Nhật Bản. Nhóm được ưu tiên tiêm vaccine đợt này là nhóm dễ bị tổn thương, nhóm có nguy cơ rất cao và nhóm có nguy cơ cao trên địa bàn các quận huyện, bên cạnh các nhóm thuộc Nghị quyết 21. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 do quân khu 7 quản lý đã đi vào hoạt động từ ngày hôm qua và tiếp nhận và điều trị cho 200 bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Với quy mô 500 giường bệnh, bệnh viện được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho bệnh nhân. Công tác chống nhiễm khuẩn, chống lây nhiễm chéo cũng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 đi vào hoạt động đã giúp giảm tải cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Sau khi có người mắc COVID-19 được ghi nhận tại chợ đầu mối Tân An, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết định là thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 đối với hai quận trung tâm là Ninh Kiều và Cái Răng và giãn cách theo nguyên tắc của chỉ thị 15 trên toàn thành phố Cần Thơ. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong buổi sáng đầu tiên thực hiện giãn cách. Trong hướng dẫn giãn cách theo chỉ thị 16 đối với hai quận trung tâm là Ninh Kiều và Cái Răng của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thì các chợ truyền thống đều phải tạm dừng hoạt động. Trong sáng nay thì chợ An Khánh, tất cả các lô sạp, bà con tiểu thương đã tạm dừng không kinh doanh mua bán nữa. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết sẽ có những thống kê nhanh để hỗ trợ các tiểu thương chợ truyền thống phải ngưng kinh doanh. Hai quận Ninh Kiều và Cái Răng có 450.000 dân số, chiếm hơn 30% dân số toàn thành phố. Khi đóng cửa các chợ truyền thống, địa phương đều bố trí loa thông báo tại các vị trí đông dân cư, về địa chỉ các cửa hàng tiện ích, siêu thị trên địa bàn.
thành phố quyết tâm không để người dân gặp khó khăn trong việc mua lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, trong buổi sáng đầu tiên giãn cách theo chỉ thị 16, địa phương thành lập nhiều chốt kiểm soát trên địa bàn. Lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở người dân, yêu cầu họ thực hiện nghiêm các giải pháp giãn cách. Sau đó, nếu người dân tiếp tục vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Trong buổi sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng phối hợp với tất cả các phường trên địa bàn xuống nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm giãn cách, khai báo y tế 5K. Đối với các cơ sở mua bán không thiết yếu thì yêu cầu đóng cửa. Đối với các dịch vụ mua bán mang về thì nhắc nhở người dân phải đảm bảo phòng chống dịch. Cũng từ 0 giờ hôm nay thì 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tiền Giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 15. Giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16, trừ huyện Tân Phú Đông tiếp tục thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị số 15. Qua ghi nhận thì trong ngày đầu tiên thì người dân đang chấp hành nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng dịch. Người dân đã ý thức chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, chủ yếu là để mua lương thực, thực phẩm, thuốc, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Đồng thời, các điểm mua bán kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu và dịch vụ bán mang về cũng đã tạm ngừng hoạt động theo quy định. Các địa phương cũng đã thành lập các đội tuần tra kiểm soát, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch, đặc biệt là tăng cường xử phạt đối với những trường hợp ra khỏi nhà, không thuộc các trường hợp nêu trên và không có lý do chính đáng. Tại Hà Nội, thì trong sáng ngày hôm nay, thành phố đã ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có tới 8 ca là liên quan đến các ca bệnh về từ thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là sau 2 ngày rà soát người về từ thành phố Hồ Chí Minh thì đã phát hiện tổng cộng là 18 ca dương tính. Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp thì người dân về từ thành phố Hồ Chí Minh với số lượng lớn nên thành phố Hà Nội sẽ siết chặt kiểm soát lượng hành khách bay chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, bởi lượng hành khách bay chiếm khoảng 1/3 trong tổng số khách đi đến sân bay Nội Bài thời gian gần đây. Số lượng hành khách trên đường bay Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại được giới hạn mỗi chiều sẽ chỉ khai thác tối đa là 1.700 ghế một ngày. Các tổ bay đi đến hạn chế tối đa việc di chuyển vào thành phố và phải ở lại trong cảng hàng không để thực hiện bay chặng tiếp theo. Ngoài việc phân luồng đi riêng và thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 cho khách đi và đến, thì những hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn phải tự cách ly tại nhà 7 ngày.